Về tỷ trọng thì tranh thủ nhịp hồi này ai mà tỷ trọng cao chỉ cần đơn giản như sau thôi. Tức là ai mà tỷ trọng cao mà mà margin hay là ổn in đúng không? Mà trong những cái nhịp mà nó kéo như thế này thì đơn giản anh em chỉ làm một cách như này thôi là tỷ trọng của anh em về an toàn này. Đó là đơn giản anh em chỉ trong 4 con hay là trong 5 con hay là trong 6 con hay là trong danh mục của anh em. Có 5 con chẳng hạn. Thì anh em chỉ cần tìm ra hai con yếu nhất trong danh mục thôi. Đừng bảo con nào khỏe nhé. Anh em đừng nói thế không bao giờ anh chọn anh em chọn được năm con năm con đều khỏe đâu khó cực kỳ luôn và anh em hãy bán bớt hai con yếu hơn so với ba con còn lại trong danh mục tự khắc tài khoản của anh em về an toàn về an toàn đây mình nghĩ rằng khoảng 30 mươi năm còn giai đoạn thị trường này rồi mình nói cho anh em rồi không bao giờ mình bán hết cổ phiếu luôn luôn có cổ phiếu trong người luôn luôn phải có cổ phiếu trong người và có vị thế nhá tránh nó không đúng như tham minh của mình sao nó phi vẻo cái sao chúng ta quản trị rủi ro là chúng ta quản trị trước khi rủi ro nó đến bằng cách là chúng ta hạ tỷ trọng chứ không phải là khi mà nó giảm rồi thì lúc đó chúng ta quay ra chúng ta quản trị đấy là điều trị đấy anh em phải lưu ý thì đây là những giai đoạn chúng ta quản trị rất là tốt khi mà thị trường nó cho chúng ta được quản trị mấy hôm nữa mà chẳng may thôi nhé chẳng may nó có rung lắc nó có điều chỉnh anh em lúc đó anh em lại thi nhau hỏi có bán cái này có bán không? giữ được không giữ được không tại lúc nó lỗ rồi nó mới sợ chứ còn đang hòa đang lãi nhẹ một tí là chưa sợ đâu đúng không? lăm lãi 15% thì chưa sợ đâu. Nó xuống còn khoảng 3% rồi cái xuống vó bán ngay. Không bán được cây 15% chắc chắn sẽ bán là cây lãi 7%. Tức là ai mà không bán được ở vị thế lãi 15% nhé thì sẽ phải bán ở vị thế lãi 7%. Đó, trong ngắn hạn nó sẽ là như thế đấy. Còn hai tất nhiên là ai mà chung dài hạn thì mình nghĩ rằng chấp chỉnh được. Chung dài hạn nó có vị thế tốt thì chấp nhịp chỉnh này được, không có vấn đề. Nhá. Yeah. Ok. Đây Chiến lược này Mua mới thì ngắn hạn có lẽ là phải cửa Mình có nốt một vài con ngắn hạn cho anh em thôi ờ, Để anh em chủ động thôi Còn các vị thế sai thì vẫn phải cơ cấu Nếu hòa hoặc về bờ Lỗ thì AD không khuyên cắt lốt Dạng thị trường này Nhưng nếu vị thế mà đu sai Thì hồi hòa thì phải cơ cấu Tránh áp lực ngắn hạn Ví dụ có mấy anh em mà đu Dạng như là VCI thì vẫn có ăn HCM có ăn Nhưng anh em mà đu dạng như là Đích Thì chắc chắn không có ăn nữa. Nó hồi Nó chưa hồi được về cái điểm Để anh em bán Đấy tức là Ở trong cùng con Có những con nó hồi Anh em thậm chí còn lãi Còn có những con nó hồi Thì thậm chí là anh em chỉ có hòa thôi Nhưng có những con, con nó hồi Nó còn không hồi được về vùng đấy Cho anh em về bỏ Thế Thì anh em phải lưu tâm Nhớ Cái này thì mình nghĩ rằng Anh em cược Đã cược Nguyên tắc đã cược Rồi mà mình sai Thì mình phải sửa đánh ngắn hạn đã cược sai là phải sửa, còn đánh trung hạn thì phải xác định ngay từ đầu là ở ừ, về điểm đấy là tôi gom, về điểm đấy là tôi gom, về điểm đấy tôi gom, ví dụ tôi muốn gom 30 thì tôi phải gom từ 32 31 30 29 28 chứ tôi đừng có kêu. Xác định gom là phải giải như thế thôi. Còn xác định mà đánh ngắn thì hàng về lại lỗ thì sụt hết. Nhá. Yeah. Đúng không? Phải đánh giá được. Ok. Đấy, cuối phiên thì mình có nhận định rất là nhanh như sau. Đó là Đây đây. Chưa mình có nhắn này. Vôn này thì còn phân hóa, con nào mạnh vẫn mạnh tiếp này. Phân hóa cổ mạnh vượt đỉnh luôn phiên hồi này, Vôn thị trường phải vượt 20.000 tỷ khi đó lực đảo chiều mới mạnh, còn không thì dạng rung lắc thông thường khi test đỉnh. Tức là nguyên tắc là trèo lên đỉnh test thì nó phải có rung lắc. Chắc phải cuối tuần sau nếu đúng tham minh. Hôm qua và hôm nay là cho anh em nào cần sửa sai cứ sửa. Đấy anh chị em đánh ngắn tranh thủ kéo này và mai cơ cấu hàng yếu kém này thì trọng đưa về 30 50% nhớ là cơ cấu hàng yếu kém nhé còn hàng mạnh đúng cơ cấu nhá yeah, mạnh cơ cấu làm gì cầm con đó yeah, nó sẽ chống chọi được với 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 thị trường nó xấu đúng không còn dồn cái sức mua những cái cổ phiếu yếu kém mà mình đã bán ấy, thì dành vào tầm cuối tháng 7 thì nó sẽ hợp lý